xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Tiếp tục chúng ta sẽ hành trình đi tham quan vài cái siêu thị ở Sài Gòn để xem không khí Noel ở đây như thế nào. Và thường những ngày này thì tất cả những cái nhà thờ rồi những siêu thị đều mang một màu sắc, đó là những cái thông Noel rồi theo một chủ đề, đó là ngày Giáng sinh. Chúc mừng Giáng sinh đến tất cả anh chị và các bạn. Merry Christmas and Happy New Year. Ở đây chúng ta có mặt ở đây là siêu thị Richmond ở bên quận 7, và hôm nay có sự tham gia của có sự tham gia của Nị và bạn đồng nhỏ đây. Đấy, đợi ba chứ nè. Ở đây có thấy bán mỹ phẩm quá trời luôn. Mỹ phẩm Hàn Quốc. Dạo này ở Sài Gòn thì mỹ phẩm ở Hàn Quốc rất là nhiều, không thiếu gì cả. Những gì bên Hàn Quốc có là ở Sài Gòn chúng ta đều có hết. Đâu? Nè tiên nè. Những siêu thị ở nước ngoài cũng có những cái máy có những ứng dụng đường đi rồi sơ đồ siêu thị rồi bút vé ở trong đây, chọn vé máy bay, đặt vé máy bay luôn. Đừng có bấm, để mi bấm cho. Vé xem phim nè, vé xe, vé tàu lửa. Rồi thôi, đi. Ở đây chọn cái gì? Coi biết không? Rồi, chúng ta tiếp tục đi một vòng đây ha. Đi qua đây nè, qua đây chụp hình nè. Đi qua đây đường này lên nè. Chúng ta đi một vòng xem thế nào ha. Ở Sài Gòn những ngày cuối năm này thì cũng rất là nhộn nhịp, đặc biệt ở nước ngoài chắc sẽ là nhộn nhịp hơn. Còn các anh chị ở các tỉnh thì không biết thế nào. Thường thì ở những cái tỉnh lớn thì sẽ trang trí cũng rất là nhiều, nhưng mà không biết năm nay thế nào. Lung linh những ánh đèn. Đón mưa tuyết màu nhiệm tháng 12. Mưa tuyết ở đâu? Trong khu vực này hả? 24, 25 tháng 12 vào lúc mỗi khung giờ 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ. Rồi. Phía sau cái siêu thị này là một cái hồ, đó là hồ Bán Nguyệt. Hồ đó có hình nửa mặt trăng ở trong cái khu đô thị cao cấp này. Rồi. Đây là khu đô thị mà năm sao đầu tiên của Sài Gòn.
Đang cái gì? Morico. menu cho mùa năm nay làm ra là mùa cá thịt Hôm nay là mùa gì? Mùa cá hồi. À, ở đây siêu thị này trang trí rất là đẹp và rất là sang trọng. Chúng ta chỉ đi thưởng lãm thôi. Rồi còn bạn đồng nhỏ thì đi đi chơi. Thẳng dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi tham quan luôn. Để một ngày làm việc mình mở tivi lên và xem những hình ảnh của Sài Gòn. Rồi và nhìn xuống này. Siêu thị này thì không có cao. Mỗi mùa thì ở đây trang trí theo một cái chủ đề. Siêu thị này khoảng 4 tầng, 5 tầng. Lại 3 4 tầng hầm. Chút xíu nữa chúng ta sẽ đi ra khu hồ hồ Bán Nguyệt xem nó có trang trí thế nào ha. Zorai mẫu vậy mới ra nè, Nai Zorai. Đôi vậy có những cái hạt massage ở trong cái đế giày đó. Ở đây những đôi giày Nike, những đôi giày Adidas rất là đắt. Một đôi 4 5 triệu là bình thường thôi, 200-300 đô, có đôi lên đến 500 đô, nhưng mà ở đây vẫn có người mua. Chúng ta lên tới đây là lầu lầu 4 nè. Lầu này thì có nhà sách. Xe xe lửa trong siêu thị nè, một vé ngồi trên xe lửa đi một vòng trên một tầng này hình như là bây giờ lên giá rồi, hình như 100.000, lúc trước thì chỉ có 30.000 thôi. Siêu thị rất là dài, nằm ở mặt tiền của đường Nguyễn Văn Linh, một trong những trục đường chính của khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
và một số hình ảnh ở trong siêu thị mùa Noel gửi cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng xem. Xíu nữa mình sẽ đi vòng ra bên ngoài xem thế nào ha. Bọn chúng ta có mặt đây là lầu lầu 5 rồi, lầu cuối cùng. Lầu này thì cho con nít thôi. Những cái máy chơi game, những cái nhà banh. Ở đây thì hơi ồn. Bạn đồng nhỏ chạy phía trước rồi. Ở đây cũng còn cơm tấm kali nữa ha. Đây, trong đây là khu vui chơi của con nít nè. Bữa nay là thứ thứ ba nên thành là không có đông lắm, vắng nè. Ở đây chơi đông lúc cuối tuần thôi. Thứ bảy chủ nhật thì giá vé 100-120 ngàn, nhưng mà ngày thường thì chỉ có 90 ngàn, 80 ngàn gì thôi, 90 ngàn cho một em bé, cộng một phụ huynh 10 ngàn là 100 ngàn. Rồi thôi ha, chúng ta chút xíu nữa mình sẽ đi xuống Hồ Bán Nguyệt xem chơi ha. Rồi bây giờ tạm ngưng nha. Rồi và chúng ta có mặt ở đây là bên bờ Hồ Bán Nguyệt. Cạnh bên cánh phải chúng ta đó là siêu thị mình vừa dạo một vòng bên trong. Và bên ngoài thì nhìn chung thì chúng ta không có thấy trang trí gì nhiều so với những năm về trước. Chỉ là những cái đèn LED, những cây thông bằng form nhỏ nhỏ, bằng form nhỏ nhỏ ở phía ngay cổng này thôi. Và đây thấy rất là mát. Hướng bên kia là đường Nguyễn Lương Bằng, đi ra nhà bè luôn đó ha. Nói chung ở bên Phú Mỹ Hưng này thì về đêm thì đèn không có sáng rực như là trong cái trung tâm Sài Gòn hoặc là ở cái quận khác. Chỉ là những ánh đèn vàng mờ mờ. Và nhìn bên bên phải đây là cặp theo hồ. Và đây là Hồ Bán Nguyệt. Vì hình dạng của cái hồ này chỉ có nửa mặt trăng thôi. Đó, mình nhìn thấy cái ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ, đó là cầu ánh sao đó, cầu ánh sao nổi tiếng ở bên Phú Mỹ Hưng này. Ở đây tập trung rất là nhiều người Hàn, trên 50% dân số đây là người Hàn nè. Ở đây có khoảng trên 30.000 người, trong đó gần 20.000 đó là người Hàn rồi, còn lại là các nước khác. Một phần là người Việt. Và chúng ta nhìn bên phải đây, ngoài đường đây chính là đường đại lộ Nguyễn Văn Linh. Chúng ta nhìn đi dọc lên phía trước để xem phía trước có những cái gì ha, coi trước có trang trí gì không. Sẵn tới đây rồi mình đi nghía một vòng xem sao, coi Sài Gòn đón chào Noel như thế nào. Và nhìn chung thì không có rực rỡ như những năm về trước. Ở đây thì rất là an ninh, cứ mấy một đoạn là có một người bảo vệ. Ở đây có sân chơi chó nè, là những con chó rất là đẹp. Hello.
những con Alaska. Ngoài đây thì có sân chơi cho con nít. À, chúng ta qua đây xem chó nha. À, trước khi đi mình lia một vòng cái phía trước của siêu thị nè. Ở đây thì hơi tối. Trong đây nè rất là nhiều chó luôn nè. City Zoo. Những con chó ông ta liên tưởng tới những con tuần lộc. Rồi một số hình ảnh ở siêu thị quận 7. Cái mùa Noel cũng gần kề. Và ở đây mà thấy trang trí cũng hơi ít, không như mỗi năm. Rồi một số hình ảnh gửi bà con xem chơi ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn.